Kính chào quý vị đang theo dõi Nhịp sống ngày mới sáng nay 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, do ở xa lại nhớ nhung và nóng lòng muốn biết tình hình của ông bà, những người cháu ở xa lắp camera tiện bề quan sát, giờ khi chứng kiến hình ảnh từ xa, một khoảnh khắc làm ai nấy đều xúc động và ngưỡng mộ. Hình ảnh đoạn clip được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Một cụ ông có mái tóc bạc và thưa đang nằm giường thì cụ bà đi ra sân cởi nhờ buộc tóc. Nghe tiếng vợ, ông lão lập tức ngừng công việc đang làm. Cụ ông cầm lược chải rồi buộc tóc lại cho vợ. Cảnh hai mái đầu đã bạc chụm vào nhau, cử chỉ đầy nâng niu tin cậy như thuở đầu mới yêu, làm cho nhiều người bất giác mỉm cười và hạnh phúc. Người đăng clip là chị Phạm Thị Thảo, 23 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết hai nhân vật chính trong clip là ông bà nội của mình, sống tại xã Cát Sơn, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù đều sắp xỉ tuổi 90, cách thể hiện tình yêu thương chăm sóc của hai cụ làm con cháu nội ngoại cũng phải ngưỡng mộ. Hình ảnh hết sức bình dị đời thường nhưng lại làm nhiều người xúc động, hạnh phúc đâu cần gì những thứ cao sang, đúng như câu vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Những câu chuyện về ông bà luôn là một phần quan trọng trong tim của mỗi người. May này khi chúng ta trưởng thành giữa guồng quay cuộc sống, đôi lúc mệt mỏi, những hình ảnh này chính là kỷ niệm đẹp giúp sưởi ấm tâm hồn. Nhịp sống ngày mới sáng nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Nhiều khu vực ở Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra cháy rừng. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Trước những yêu cầu đưa ra từ nước bạn, chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh bị loại khỏi cuộc đua. Quý vị, vào chiều qua 12 tháng 8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp thông tin ban đầu về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương có trụ sở tại phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự. Công ty này có hợp đồng với cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 12, mua bán bánh mì thịt hàng ngày cho nhân viên ăn lúc tăng ca. Chiều 6 tháng 8, nhân viên cơ sở bánh mì giao 33 ổ bánh mì thịt đến công ty và có 30 người ăn ca tối. Đến sáng hôm sau 7 tháng 8 thì Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 11 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Tính đến hôm qua, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở là hơn 140 người, có cả công nhân và người dân bên ngoài nhập viện tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hiện có 44 bệnh nhân xuất viện, sức khỏe ổn định. Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị tạm đình chỉ hoạt động. Cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm gửi đơn vị kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân. Cùng với cá linh, bông điên điển cũng là sản vật mùa nước nổi rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Do mới đầu mùa nước, số lượng ít, trong khi nhu cầu tiêu dùng cao nên giá luôn giữ ở mức cao. Hiện giá bán lẻ mỗi ký bông điên điển cho người tiêu dùng tại các chợ vùng biên của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khoảng 50.000 đồng một ký. Riêng giá cân cho các tiểu thương ở mức 40.000 đồng. Do cá linh xuất hiện nên nhu cầu mua bông điên điển tăng, trong khi số lượng cung ứng còn hạn chế, nên dù là vào mùa nước nhưng giá cũng giữ ở mức cao. Điên điển là loại bông dân dã mọc tự nhiên ven bờ đê hoặc trên các nhánh sông. Vào mùa nước, người dân thường bơi xuồng để hái vào lúc sáng sớm để kịp bán cho phiên chợ. Bông điên điển được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon, nhất là canh chua, cá linh, bông điên điển, mang đậm hương vị của người miền Tây. Giá sầu riêng trên thị trường hiện vẫn ở mức ổn định và có xu hướng tăng. Đây là tín hiệu phấn khởi cho các nhà vườn trồng sầu riêng khi đang tất bật vào vụ thu hoạch. Tại các điểm đầu mối kinh doanh sầu riêng ở Bình Dương, sầu riêng Ri Sáo và sầu riêng Thái Lan duy trì ổn định từ 40 đến 105.000 đồng một ký, tùy từng loại. Giá sầu riêng hiện tại ở mức cao và có xu hướng tăng từ nay đến cuối năm do nguồn cung ít, hứa hẹn mang lại doanh thu cao cho ngành xuất khẩu rau củ quả trong nước. Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự kiến trong năm nay, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau củ quả nước ta đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, sầu riêng đóng góp khoảng 3 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định sầu riêng hiện vượt mốc 100.000 đồng một ký là rất khả quan.
sản lượng sầu riêng từ Tây Nguyên vẫn còn rất lớn, trong khi các nước lân cận qua mùa vụ. Nhờ vậy, hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường và mang lại doanh thu tốt. Nông sản là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Mới hết quý 2, nhưng hàng loạt nông sản của Việt Nam đang trở thành hàng hot trên thị trường quốc tế, với số lượng và giá cả tăng mạnh. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, nhưng việc nước này siết chặt các yêu cầu đối với nông sản nhập khẩu bao gồm việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, chất lượng an toàn thực phẩm là lời cảnh báo doanh nghiệp có thể bị loại khỏi cuộc đua xuất khẩu sang thị trường tỷ dân này. Với kinh nghiệm tư vấn cho hơn 500 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản có nguồn gốc thực vật, động vật, thủy sản sang Trung Quốc, bà Phan Thị Mến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Khoa học và Công nghệ Sutech cho biết, trên hệ thống website một cửa của Trung Quốc không có mã phân loại cho sản phẩm hữu cơ như Mỹ hay EU. Theo doanh nghiệp này, hạt cà phê bán tại Việt Nam hay một số thị trường nước ngoài, nếu được cấp chứng nhận hữu cơ, giá cao hơn, tăng niềm tin cho khách hàng về một sản phẩm được gieo trồng, chăm sóc theo đúng quy trình hữu cơ, tốt cho sức khỏe. Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc, nước bạn chỉ quan tâm đó là hạt cà phê đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đúng quy trình như thương thảo. Từ năm 2022, pháp lệnh 248 của Trung Quốc có hiệu lực, quy định toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đều phải đăng ký với Hải quan Trung Quốc. Sau 30 tháng thực hiện, Việt Nam đăng ký thành công hơn 3.000 mã số xuất khẩu vào Trung Quốc, phân giao các cơ quan chuyên môn cụ thể chịu trách nhiệm quản lý từng nhóm ngành hàng. Để được Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu, doanh nghiệp phải chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, đảm bảo yêu cầu về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm. Thực tế xảy ra trường hợp một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản rất lớn của Việt Nam từng bị Trung Quốc từ chối hồ sơ xuất khẩu vì không chứng minh được nguồn nước sử dụng. Thời gian duy trì mã số xuất khẩu là 5 năm tính từ thời điểm phía Trung Quốc phê duyệt cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường. Trong 5 năm đó, nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về kiểm chứng thực vật và an toàn thực phẩm, thì nước bạn hoàn toàn có thể thu hồi mã số xuất khẩu đã cấp. Đặc biệt sau khi bị thu hồi, việc lấy lại mã số xuất khẩu là rất khó. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khi một mặt hàng được thị trường Trung Quốc chấp nhận sẽ mở ra cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu và khẳng định vị thế cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình đàm phán để mở cửa thị trường không đơn giản, mất rất nhiều thời gian và công sức. Anh ơi, mấy cái tin. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông sản trong 7 tháng đầu năm của Việt Nam đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường tiếp nhận nhiều loại trái cây tươi nhất của Việt Nam, gồm xoài, nhãn, dải, chôm chôm, mít, thanh long, măng cụt, sầu riêng, chuối, dưa hấu. Việt Nam và Trung Quốc đang tích cực đàm phán, xúc tiến ký kết nghị định thư với mặt hàng trái cây có muối, dược liệu, sầu riêng đông lạnh và dừa tươi. Với một số mặt hàng, thời gian đàm phán đánh giá rủi ro lên tới từ 3 đến 5 năm, như sầu riêng phải mất tới 7 năm để ký được nghị định thư. Do đó, khi mở được cửa, người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu phải tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn mà nước nhập khẩu đưa ra. Trường hợp lô hàng xuất khẩu vi phạm và bị Trung Quốc trả về, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng. Hàng trả về phải chờ lưu kho, lưu bãi, nhưng nông sản tươi thì không thể chờ lâu. Các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp có dự định xuất khẩu sang Trung Quốc cần tìm hiểu rõ quy trình, cách thức đăng ký mã số phù hợp đối với từng sản phẩm. Cùng một ngành hàng, nhưng các sản phẩm lại có quy trình đăng ký hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, dừa tươi Việt Nam chưa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, nhưng cơm dừa được xuất khẩu với pháp lệnh 248 thuộc sự quản lý của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sản phẩm dầu dừa cũng đăng ký với pháp lệnh 248, nhưng cơ quan quản lý và gửi thông tin sang phía nước bạn là Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương. Với ngành hàng quế, quế thanh, quế bột cùng đăng ký xuất khẩu qua sự giới thiệu của Cục Bảo vệ Thực vật, nhưng quế bột đăng ký trực tiếp trên hệ thống hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Quế thanh đăng ký qua công thư giới thiệu, còn dầu quế đăng ký xuất khẩu qua Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương. Thời hạn Trung Quốc chấp nhận hồ sơ đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam từ 45 đến 60 ngày.
Do đó, doanh nghiệp cần chủ động lên kế hoạch, tránh trường hợp nông sản qua mùa vụ mà mã xuất khẩu vẫn chưa được cấp. Bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật từ phía Trung Quốc, thì nông sản của Việt Nam cũng đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nước khác trong khu vực. Do đó, cần thay đổi cách nhìn nhận và tiếp cận thị trường từ phía người sản xuất và xuất khẩu nông sản thì mới có thể khai thác hiệu quả thị trường này. Theo các chuyên gia, trước hết người sản xuất cần loại bỏ suy nghĩ Trung Quốc là thị trường dễ tính mà phải xác định. Đây là thị trường có tiêu chuẩn cao và kiểm soát khắt khe để sản xuất chuẩn chỉnh và chất lượng ngay từ đầu. Tiếp tục nội dung của nhịp sống ngày mới sáng nay, nhiều khu vực ở Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra cháy rừng. Xu hướng chọn trường chọn nghề trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng 2024, thí sinh phụ huynh thực tế hơn. Phở Nam Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình tri thức dân gian. Từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra do trẻ nhỏ vô tư chạy ra đường khiến các tài xế bất ngờ, không kịp phản ứng, để lại hậu quả đáng tiếc. Nhưng trách nhiệm cũng từ người lớn, bởi đây là vấn nạn mà nhiều bậc phụ huynh phạm phải. Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chiếc ô tô có camera hành trình đang di chuyển thì bất ngờ từ phía đường ngược chiều, một người đàn ông và phụ nữ đang khoác hành lý đi bộ sang đường một cách rất bình thản, từ tốc độ khoảng 80 cây số. Tài xế phải vất vả đạp thắng giảm tốc độ để tránh tai nạn đáng tiếc. Đi bộ hay chạy cắt ngang qua đường cao tốc là hành vi rất nguy hiểm, bởi với tốc độ chạy xe cao khi gặp những tình huống này, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra là bất cứ lúc nào. Theo phản ánh từ người dân, trên tuyến đường này thường diễn ra cảnh các xe khách dừng đậu đón trả khách trái phép. Bắc Bộ và Tây Nguyên đang trải qua khoảng thời gian mưa lũ chính trong năm, thì miền Trung đang trong đợt nắng nóng dài ngày. Trời nắng mạnh khiến lớp thực bì ở các cánh rừng bị khô kiệt, dễ bén lửa, nguy cơ cao bùng phát các vụ cháy rừng. Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng khiến nhiều hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền phải huy động hàng trăm người tham gia dập lửa. Nhiều diện tích rừng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận cũng đang nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, cấp nguy hiểm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây hiệu ứng gió phơn, đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ dự báo còn kéo dài ít nhất là 10 ngày nữa đến khoảng 22 tháng 8. Nhiệt độ thường xuyên cao 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất trong không khí từ 50 đến 55%. Thời tiết nóng, khô và gió, nếu bất cẩn xảy ra cháy sẽ lan rộng, khó kiểm soát. Cộng với những luồng gió khô thổi mạnh cung cấp thêm oxy cho ngọn lửa, thổi các tàn lửa bay xa hơn. Để bảo vệ rừng, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo người dân cần dừng việc xử lý thực bì, lấy mật ong hay đốt nương rẫy trong rừng, gần rừng vào thời gian này. Bắt đầu từ hôm nay 13 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 lần lọc ảo chung toàn quốc để đưa ra kết quả trúng tuyển đại học năm nay. Số liệu thống kê đăng ký dự tuyển vào nhóm các trường đại học cho thấy có sự dịch chuyển trong sự lựa chọn ngành nghề của các thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, việc lọc ảo được thực hiện 6 lần trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Các trường đại học công bố điểm chuẩn chậm nhất trước 17 giờ ngày 19 tháng 8. Năm nay, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tương đương 68,5% số dự thi tốt nghiệp, tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái. Trong gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực, thí sinh đăng ký nhiều nhất vào nhóm kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ. Theo sau là lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, sư phạm. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái, tương đương 200.000 nguyện vọng. Điều này cho thấy sự quan tâm của học sinh với ngành sư phạm nhờ chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí. Dự báo điểm chuẩn nhóm ngành này sẽ tăng. Trong khi đó, dù dẫn đầu, nhóm ngành kinh doanh và quản lý giảm khoảng 3% số nguyện vọng, máy tính và công nghệ thông tin giảm 5%. Các năm trước, đây cũng là hai nhóm ngành dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh. Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh là khoa học tự nhiên, tổng số nguyện vọng tăng 61%.
an ninh quốc phòng tăng 46,5%. Những ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với truy thức dân gian phở Nam Định và mì Quảng. Phở Nam Định và mì Quảng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Việc công nhận tri thức dân gian là rộng, gồm yếu tố văn hóa ẩm thực chứ không phải chỉ món ăn. Trước đó, tại thành phố Nam Định cũng diễn ra lễ khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề Con đường phở Việt. Festival được tổ chức hướng tới nâng tầm vị thế phở trở thành một thương hiệu, từ đó tôn vinh nghề phở là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hướng tới đề nghị cấp thẩm quyền cho phép xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.